Ngày 1 tháng 7, một tài khoản Facebook tên NT đăng tải thông tin cặp vợ chồng đi trên xe máy bị trúng đạn trên quốc lộ N2. Theo clip, qua lời kể của người chồng, vào khoảng 0 giờ sáng ngày 1 tháng 7, khi qua khỏi khu vực vòng xoay thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, Đồng Tháp, có hai người đàn ông chạy xe máy bám theo họ. Người chồng sợ vợ ngồi phía sau không an toàn nên chuyển để vợ cầm lái. Hai người lạ vượt lên chặn đầu xe, dùng súng giống súng hơi bắn một phát trúng vào nón bảo hiểm của người chồng và một phát trúng vào bắp chân trái người vợ. Một người còn cầm dao chém vào chân người chồng, nhưng do quần dày và trúng vào chiếc điện thoại nên người chồng không sao. Người chồng vẫn để vợ ngồi trước, vươn tay chồm lên cầm lái, tăng tốc chạy về hướng Long An. Khi đến khu vực huyện Thủ Thừa, Long An, cả hai gặp một xe cứu hộ và được xe này hỗ trợ đến quán giải khát ven quốc lộ N2 thuộc địa bàn huyện Thủ Thừa, Long An để sơ cứu vết thương. Một người đi trên xe cứu hộ đã quay clip và thông tin lên Facebook. Nhiều người khuyên đôi vợ chồng đến trình báo công an nhưng họ vẫn tiếp tục đi Bình Dương. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Long An và Đồng Tháp vào cuộc xác minh điều tra.